Thưa quý vị, giờ tan học là thời điểm mà cổng trường nào cũng thường lâm vào tình trạng tắc nghẽn, gây khó chịu cho người đi đường và các phụ huynh đón con nhỏ. Và không chỉ dừng ở những bức xúc, mà đôi khi nó còn là những vụ va quyệt đáng tiếc, sự bất tiện của tất thảy mọi người. Nhưng ai sẽ giúp giải quyết vấn đề chung này lại là câu hỏi không dễ trả lời. Và chúng ta sẽ cùng xem vấn đề này đã được giải quyết như thế nào tại khu vực cổng trường Trung học Phổ thông Đông Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Việc tử tế, tôn vinh những hành động đẹp. 10:30 tại khu vực trước cổng trường Trung học Phổ thông Đông Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, ông Hòa lại tự động làm công việc mà người dân quen gọi ông là vác tù và hàng tổng. Tôi tham gia công việc này từ tháng 2 năm 1998, từ đó đến nay là đã gần 20 năm. Sắm gậy, sắm còi để ra làm băng đỏ. Trong quá trình làm nắng cũng như mưa thì gần như rằng là các buổi tan học, buổi trưa và buổi chiều thì đều có mặt bác tại cái khu ngã tư Công Rút đến cổng trường cấp 3 để phân luồng giải tỏa giao thông. Đây. Việc tắc đường ở đây thường xuyên bởi vì chỉ có một cống hẹp nên là hàng ngày là khoảng trên 2.000 học sinh tan trường một lúc, cho nên là cái lượng người ùn tắc giao thông rất đông, mà khi mà có cái vụ va chạm với nhau thì thường là tắc đường có thể là nửa tiếng hoặc một tiếng nếu như không giải quyết nhanh. Ông làm tốt lắm, mong ông có một sức khỏe tốt, mạnh khỏe, làm tốt cái giao thông ở đường này để cho các cháu đi học được thông suốt hơn. Nghĩ rằng là mình còn sức khỏe thì mình làm cái việc gì vui nhưng mà lại có ích cho xã hội thì tôi nghĩ rằng cứ cố gắng tận tâm mà làm. Tôi làm đến khi nào tôi không còn sức khỏe nữa thì thôi. Mới hiểu tâm mi lòng nghệ sĩ nàng chèo lòng mong mỏi của quê hương Thái Bình gửi chào. Một công việc không hề nhẹ nhàng nhưng mà bác Hòe luôn yêu đời, và chỉ một mình bác Hòe thôi nhưng đã mang lại rất nhiều sự thuận tiện cho cuộc sống của nhiều người. Cuộc sống thì luôn có rất là nhiều những khó khăn và vẫn luôn có những con người như bác Hòe sẵn sàng nhận lấy phần việc khó khăn ấy để mọi người được hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng cuộc sống sẽ đẹp hơn nữa khi mà tất cả chúng ta cùng chung tay san sẻ.